ăn xúc xích chấm gì à? Ôi, thì thèm xúc xích thế nhở. Mình là một người rất là hảo ăn anh em ạ, mình thích ăn vặt lắm. Lâu lắm không đi ăn cá viên chiên. Anh em đã có nhã ý hỏi mình là xúc xích chấm gì thì mai mình sẽ đi làm một hộp cá viên chiên về, sau mình sẽ review anh em sau. Chỗ mình mà có ông kia bán cá viên chiên mát tay lắm, cái bụng ông ấy to vãi trưởng ra, nhìn là thấy uy tín rồi. Ngon vãi nồi luôn, các bạn ra kêu ở ví dụ là cho con bún xiên cá. Bún xiên cá lớn, cá nhỏ mình không ăn anh em. Mình sẽ thích ăn là hồ lô, xúc xích lớn. Hôm nào nghèo không có tiền thì xúc xích bé, bởi vì xúc xích lớn thì 10.000 một cây. Xúc xích bé thì chỉ bao nhiêu ta không nhớ, nhưng mà rẻ hơn, mà lại còn được những 2 cây. Sau đó mình sẽ kêu thêm là chả bắp, tôm phô mai, sò điệp, bánh bao, sủi cảo, à lộn, há cảo. Đỉnh. Mai ăn nhá, mai mình ăn mình review cho anh em là xúc xích chấm gì. Miền Bắc gọi là xiên bẩn à? Đừng. Bẩn hay không bẩn thì cũng vào bụng nó cũng ngon hết anh em. Bẩn thì nói chung là xét dưới một góc cạnh nào đó thì chắc chắn là nó cũng không gọi là chuẩn chỉ được. Đấy, nó đúng là nó là như vậy. Mắc y cần bao nhiêu gem A hay là chỉ có mắc bằng chọc thôi em, miss chơi nên cô biết. Bố mẹ Minh Tiến này em lại mới chơi rồi à? Đây cứ 3-4 tháng em lại mới chơi một lần đấy. Mắc y thì nếu mà em tự thấy là em là một người chơi không nạp nhiều thì anh nghĩ là em mắc gì em phải quay full vòng quay ít nhất là 2 vòng. Anh cho là ít nhất là 2 vòng, một vòng thì cũng hết xu lắm. Nếu mà em mà nạp bắc hết tất cả gói 10 chọc kết hợp với một vòng quay mắc gì thì anh nghĩ là em cũng bắt được con gì đấy. Cũng không cần đập nhiều chọc đâu, nhưng mà tại vì thay vì quay vòng quay ấy, chúng ta đầu tư vào game lên VIP thì nó lâu dài hơn. Tối rồi anh à? Tối thì anh mới kể chứ, ban ngày anh kể làm gì? Phi Nguyễn à, chúc anh buổi tối vui vẻ à? Giờ nách lên xem có thâm không anh, mà sao nói chuyện thâm thế à? Anh piu nách rồi, anh xài piu nách của trang Nim Nomi nhá. Theo tấp Power Kingdom với anh à? Đây. Uầy, hôm nay mới quả ạc này bay về anh em. 184 triệu pound. Tính ra cái boss của 2707 cũng chiến nhở. Cũng nạp một đống tiền vào để đánh K1 xong rồi mang ạc to về. Tính toán cả ID thì hơi cũ. ID này chắc chơi cũng phải tầm 1200, chắc 1300 ngày quá. Uầy, xịn. Steel này hôm trước mình thấy rồi. Steven Võ 1844. Cái nick này, cái Steven Võ mình quen nhỉ? Chia sẻ khá hay này. MacBook Training Chup Y 103%. VIP 18. Vai cứt. Uầy. Anh em nhìn cái góc trên này này. Anh em có nhìn thấy góc ở đây không? Vãi trưởng à, 2 triệu bao VIP 18. Quả nick này ngày xưa là cũng có một quá khứ dữ dội đấy anh em. Quả nick này ngày xưa là cũng một quá khứ dữ dội đấy. Vãi trưởng ạ. VIP 18 2 triệu bao là anh em thấy cũng ra gì đấy. Tiền Dũng mà lạ thế ạ, lạ gì đâu. Đẹp trai như nhau cả. Chẳng qua một bên thì đẹp trai ít tiền, một bên đẹp trai nhiều tiền thôi. Nó cũng là đẹp trai cả anh em. Quậy mẹ đỉnh vãi nồi. Quả nick này rất là quen anh em. Steven Võ. Hình như hồi trước đâu đó mình cũng thấy ở trên group Facebook Việt Nam á. Hôm nay Dũng vừa xúc 130M nick đấy à? Ôi mà anh em hạn chế bàn luận buôn bán ạc cao nhá. Mình biết những cái vụ đấy, nhưng mà anh em hạn chế bàn luận đó. Mình không thích đi sâu ở cái đấy lắm. Kinh ấy chứ, quả đích này đầu tư vào ối tiền anh em.
2 triệu bao vào VIP 18 và chắc chắn phải đập game lên VIP rồi. Mình cứ tính sơ sơ cho anh em là 4 triệu game để anh em lên VIP đi. Mà mình cho là khoảng 60 triệu là được 1 triệu game. Như vậy là riêng cái quả nick này phải đầu tư vào khoảng 200 triệu, 250 triệu để lấy game để đập vào VIP. Tại vì 2 triệu bao thì mới chơi làm gì mà anh em nạp được nhiều gói. Là chắc chắn là cái này là dồn game lên VIP. Là gần như kiểu một ngày đẹp trời đấy mà tôi đem sổ đỏ ra cắm. Sau đấy tôi lấy số game với tôi úp VIP thì mới được như vậy. Chứ không thể nào mà 2 triệu bao mà anh em nạp đủ gói để lên được VIP 18 hay được nhỉ? Đúng không? Có cao thủ nào mà cho ý kiến không? Mình thì mình nghĩ là đập game. Quả nick bằng 3 con SH hả anh? Ôi mẹ, có khi nhiều khi một con SH thì thái à? Hôm trước mình đi sửa xe đấy. Hôm trước mình đi sửa xe ra trong lúc mình đang ngồi uống nước rất là ngon lành, ngắm chiếc quay tàu thân thương, đột nhiên có một ông với một bà bước vào hỏi mua một chiếc SH cho con đi học. Thế là bạn bán xe mới chỉ lại ra chỗ con SH trưng, mình trông ư, nó chỉ là con SH. Mà mình nghe thấy là cái bạn bán xe thủ thỉ với hai bác đấy là 300 củ. Phải cút. Mình thì nói thật mình không phải là dân sành xe anh em, mình chỉ có xe máy, mình chỉ để đi thôi chứ mình không có độ điếc hay là tìm hiểu cái gì. 300 triệu một cái xe máy SH anh em. Mình cũng có đi, mình nói một số người thì họ bảo là chắc là SH Thái hay là SH nhập gì đấy, đắt vãi trưởng ạ. Nhưng mà rõ ràng là có nhiều người họ có điều kiện thôi. Bot chơi tài xỉu ăn cái nào luôn đấy gốc à? Thật à? Kingdom em mới mở di cư bay lậu hết 14 trên 30 slot à? Bay lậu thì zero thôi. Và thực ra nhiều khi anh em zero họ xong thì họ quay lại họ phá lại mệt hơn. Anh cất cái Modica hơn đi à? Tại sao? Tại sao lại phải cất cái Modica? Cái gì hết K1 mà chưa nhà 25? À bảo mới hết K1 có nên bung tăng tốc của nhà 24 không anh? Có chứ, K1 anh em phải nhà 25 đi. K1 mới có cái thành tựu nhà 25 ăn quà mà, cố gắng lên nhà 25. Anh em vừa mất 500k, anh chị em gói nào ngon ngon à? Gói trưởng thành em nhé. 27270 thì đội anh em đánh K2. Có 4 VIP 18 à? Ui thật xịn thế. Hy vọng KVK tới gặp 2707 ông. Mới bay về 2711. Từ ngày kênh mở thì bao nhiêu ngày có vòng IA? Cảm ơn Minh Tiến nhé. Bây giờ nếu mà em đánh KVK 1 thì phải hơn 100 ngày em ạ. Nó hên xui lắm, có Kingdom thì sau đèo 4 có Kingdom thì sau đèo 5 có Kingdom thì gần đèo 6 mới có. Nên là bây giờ nó không có thời gian cụ thể. Nhưng mà chắc chắn là phải sau đèo 4. Nó chưa đụng ngôn mà nó bay màu. Đấy chạy chậm thôi, con Richard nó chạy chậm quá. Nhưng mà thực ra nếu mà anh em bây giờ mà anh em bay ả à, về K2 ấy, thì nếu mà giả sử chúng ta mà có duyên gặp nhau trong KVK2 gặp 2707 ấy, thì né nhau ra nhé. Không có thân quen gì hết, không ai biết ai là ai hết, tránh ra. Đừng có đụng vào tôi. Khổ mẹ các ông bay về bèo bèo các ông cũng 30-40 triệu bao rồi. Mình bây giờ mình còn chưa bắt được con gì xong gì nữa. Tránh ra ra, không quen biết gì nhau hết. Sakutara. Mấy ông khôn vãi xưởng rồi, mấy ông cứ... mới bay ạc về K2 gạ ước gì gặp nhau. Ôi, đánh một được hai là có thật. Rally một được hai anh em đỉnh thật sự. Hai bảy hai bảy sẽ nhận lúc review ạ. Ok Hào nhé, chào Đạt Thành nhé, chào Hades, chào Nguyễn Văn Lợi. 2711 nhiều T5 phết ạ. Nói chung là bây giờ qua K2 thì Kingdom nào chả nhiều T5. Mà T5 thì có T5 zip, T5 zát anh em ạ.
mình thì dưới cương vị một hit thủ, mình sẽ thích là nhiều rương hơn là nhiều tên nắp. Đôi khi lại full hết rồi đến lại không đầu tư thêm được đâu, nó lại phải gọi là úp úp mở mở thì mới nạp thêm được. Để mình xem là bây giờ mình nên chơi cái gì đây. Đang đốt cờ đấm nhau căng lắm anh à. Ừ, anh biết rồi, anh biết rồi, nhiệt hào nhé. Tinh luyện phòng thủ bộ binh. Ờ, bây giờ mình nên làm gì ta? Thề khó nghĩ vãi cả nồi. Giày CO. Bây giờ vấn đề này này, mình mà rèn thì mình nên rèn xét bộ với xét cung nhỉ. Cung hiện tại là có con Nebu là chắc chắn là đánh rồi. Em Bodica này thì mình chưa lên. Có mạnh không nhỉ? Đúng rồi, Adept. Nói chung là cái phim đấy xem cảm xúc lắm. Không biết ngày mai 2707 gặp kỳ đâm nào hả? Ừ nhé, mai 21 rồi, 21 là ghép cặp xong rồi. Thấy thề với mặt trời, chủ nhân của Master đặt thải. Thôi, mình vẫn nghĩ là con này mình nên chờ đến hôm mở đèo mắc đi. Chờ mở đèo mắc cho nó cảm xúc. Mình cũng thèm lắm rồi. Chào Khoa Bùi nhé. Momonga Việt Nam hả? Ừ, không thọt đâu em ạ. Làm gì có khái niệm thọt, game này không có khái niệm thọt đâu. Chỉ có yếu với mạnh thôi, thọt thì cũng chả thọt đâu. Các bạn mà giả sử các bạn ra các bạn gặp thằng mạnh hơn thì là các bạn yếu thôi, các bạn sẽ thọt. Sao mình vẫn cảm giác hôm nay vận mình nó đang lên nhỉ? Có nên chốt sổ phát không? Khó quá. Tôi nghĩ xem nào. Quần bộ. Mình nghĩ là hôm nay mình có thể là sẽ mẹ nổ đấy. Linh cảm mẹ thường không sai được đâu. Mũ bộ. Mũ này ngon này. Mũ bộ này ngon này. Mình sẽ đập cái mũ đây anh em. Chốt đi. Mình sẽ chốt cái mũ này. 60 nguyên liệu cam. Ôi, thốn thế. Sao nhiều thế? Mũ này mình chưa đập bao giờ. Mũ này mình chưa đập bao giờ. Nghĩa là mình ghép nó mình sẽ được một cái gói 109. Đập cái mũ đi. Quần tấn công bộ binh thì không ngon. Một phát ăn luôn. Một phát ăn luôn. Và mình sẽ đạp mua gói. Thực ra nếu mà các bạn đập đồ cam ấy thì các bạn nên đập những cái món mà các bạn được chưa ghép bảy bản vẽ bao giờ ấy, thì nó còn bù cho anh em một ít. Ví dụ mà 60% mà hoàn lại cho anh em được 4 nguyên liệu cam thì cũng gọi là ngon mà. Này đen lắm à? Không, nay anh thấy vận anh đang lên rồi, để anh làm miếng nước đã. Lâu lắm mới uống C2. Hôm nay được được tặng một chai C2 trà đào. Ủ từ lá trà 100% tự nhiên. Ui, công nhận là uống mới có vẻ tỉnh ngủ hơn uống cà phê thật. Ủa cái gì đấy? À, đang đau tim.
cố lên. Cố lên, cố lên. Tại sao mình lại đập cái mũ mà mình lại không đập những món khác? Để giải thích cho anh em trước đi này. Tại vì cái mũ này ấy, nó sẽ cộng ở chỉ số phòng thủ 11%. Thì kể cả nó có không nổ ta lần ấy, thì nó vẫn tốt hơn cái mũ cộng công tím này. Tại mũ cộng công tím này ấy, nó sẽ chỉ có cộng chỉ số tấn công thôi, nó không tốt. Nó có ta lần nữa chỉ cộng là 10,5% chỉ số tấn công. Nên là cái mũ này thì dù nó không lên ta lần thì đập thì chắc chắn là vẫn ngon hơn mũ tím, nhưng mà nổ thì vẫn sướng hơn. Giờ này thiêng đấy, mình chỉ lựa cái giờ này ít anh em chủ. 3 2. Để phải run thế nhá. À, run quá, run quá, run quá, run quá. Lâu lắm không đập đồ. Có. Linh cảm đôi khi nó cũng sai. Tình yêu nhà vua không quan trọng. À, đau quá men. Đau quá men. Đau quá. Ờ à, tức quá nhỏ. Được ăn cả ngã mình mua gói à. Đúng là làm người không nên tham lam anh em ạ, không nên tham lam. Nhưng mà hiện tại nhá, mình đã gọi là sao ta, mình đã xong cái thành tựu ấy rồi, mình đã xong cái thành tựu cái thành tựu mặc 3 set talent rồi. À, đây đang còn này. Trang bị 8 mảnh tài năng đặc biệt cho 3 chỉ huy. Ok. Ồ. À, như vậy mình vẫn còn phải làm cái này đấy anh em. Mình vẫn còn phải làm cái này đấy. Như vậy không thể hủy cái mũ đấy được. Mình không thể hủy cái mũ bộ được. Mình vẫn cần phải mặc một set ấy nữa. Này thì không được. Thôi, đập vui vui thế được rồi. Hôm nay kiểu cảm giác tâm trạng cũng tốt, linh cảm cũng tốt. Nhưng mà đôi khi tâm trạng tốt, linh cảm tốt nó không đồng nghĩa việc đập ta lần cũng tốt.